Nhà Đinh. Nhà Đinh năm 968 đến năm 980 là triều đại phong kiến lịch sử Việt Nam, bắt đầu năm 968 sau khi Đinh Tiên Hoàng dẹp xong loạn 12 sứ quân thống nhất đất nước, và kết thúc năm 980 khi con của Đinh Tiên Hoàng là Đinh Phế Đế nhường cho Lê Hoàn. Nhà Đinh là triều đại mở đầu chế độ phong kiến tập quyền và thời kỳ tự chủ, với một chế độ đứng đầu bởi một hoàng đế của nước Việt Nam. Vương triều nhà Đinh đã mở nền chính thống cho thời đại phong kiến độc lập, nên trong các bộ chính sử kể từ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thế kỷ 15, Đại Việt Sử Ký Tiền Biên thế kỷ 18 đến Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục thế kỷ 19, triều đại này đều được các tác giả lấy làm mốc mở đầu phần bản kỳ hoặc chính biên. Tiếp đến, việc xưng đế hiệu Đại Thắng Minh Hoàng Đế của Đinh Tiên Hoàng mang ý thức lớn về sự tự tôn của nước Việt, có hàm ý so sánh với các hoàng đế Trung Hoa. Đinh Tiên Hoàng, Đinh Bộ Lĩnh. Đinh Tiên Hoàng, Đinh Bộ Lĩnh năm 968 đến năm 979. Đinh Bộ Lĩnh, người Động Hoa Lư, Châu Đại Hoàng, Hoa Lư Ninh Bình, con trai ông Đinh Công Trứ, một nha tướng của Dương Đình Nghệ, giữ chức Thứ Sử Châu Hoan. Cha mất sớm, Đinh Bộ Lĩnh theo mẹ về quê ở, thường đi chăn trâu, bắt lũ trẻ khoanh tay làm kiệu để ngồi cho chúng rước, và lấy bông lau làm cờ bày trận giả đánh nhau. Lớn lên rất thông minh, có khí phách và có tài thao lược. Thấy nhân dân khổ sở vì loạn 12 sứ quân, ông dựng cờ nghĩa mong lập nghiệp lớn. Đinh Bộ Lĩnh theo về dưới cờ của Trần Minh Công, Trần Lãm ở Bố Hải Khẩu, được Trần Lãm nhận làm con nuôi. Khi Trần Lãm mất, Đinh Bộ Lĩnh thay quyền đem quân về giữ Hoa Lư, chiêu mộ hào kiệt để dẹp loạn 12 sứ quân. Năm Mậu Thìn, tức năm 968, sau khi dẹp xong loạn 12 sứ quân, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là Tiên Hoàng Đế, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư. Đinh Tiên Hoàng, Đinh Bộ Lĩnh. Tiên Hoàng Đế, họ Đinh, tên quý là Bộ Lĩnh, người Động Hoa Lư, Châu Đại Hoàng, con của Thứ Sử Châu Hoan Đinh Công Trứ, dẹp yên các sứ quân, tự lập làm đế, ở ngôi 12 năm, từ năm 968 đến năm 979, bị nội nhân là Đỗ Thích giết thọ 56 tuổi. Sinh năm 924, mất năm 979, tán ở Sơn Lăng, Trường Yên. Vua tài năng sáng suốt hơn người, dũng cảm mưu lược nhất đời, quét sạch các hùng trường, tiếp nối quốc thống của Triệu Vũ Đế, song không biết dự phòng, không giữ được trọn đời, tiếc thay. Xưa, cha của vua là Đinh Công Trứ làm nha tướng của Dương Đình Nghệ, được Đình Nghệ giao giữ chức quyền Thứ Sử Châu Hoan, sau theo về với Ngô Vương vẫn được giữ chức cũ rồi mất. Vua mồ côi cha từ bé, mẹ họ Đàm đưa gia thuộc vào ở cạnh đền Sơn Thần trong đồng. Vào tuổi nhi đồng, vua thường cùng bọn trẻ con chăn trâu ngoài đồng. Bọn trẻ tự biết kiến thức không bằng vua, cùng nhau suy tôn làm trường. Phàm khi chơi đùa, thường bắt bọn chúng chéo tay làm kiệu khiêng và cầm hoa lau đi hai bên để rước như nghi trượng thiên tử. Ngày rỗi thường kéo nhau đi đánh trẻ con thôn khác, đến đâu bọn trẻ đều sợ phục, hàng ngày rủ nhau đến phục dịch kiếm củi thổi cơm. Ba mẹ thấy vậy mừng lắm, mổ lợn cho nhà chúng ăn. Phụ lão các sách bảo nhau, đứa bé này khí lượng như thế, ắt làm nên sự nghiệp. Bọn ta nếu không theo về, ngày sau hối thì đã muộn. Bèn dẫn con em đến theo, rồi lập làm trường ở sách Đào Áo. Người chú của vua giữ sách Bông chống đánh với vua. Bấy giờ vua còn ít tuổi, thế quân chưa mạnh, phải thua chảy. Khi qua cầu ở Đàm Gia Nương Loan, cầu gãy, vua rơi xuống bùn. Người chú toan đâm, bỗng thấy hai con rồng vàng hộ vệ vua nên sợ mà lui. Vua thu nhặt quân còn sót quay lại đánh, người chú phải hàng. Từ đấy ai cũng sợ phục, phàm đi đánh đến đâu đều dễ như trẻ tre, gọi là Vạn Thắng Vương. Bấy giờ 12 sứ quân đều tự xưng hùng trưởng cát cứ đất đai. Ngô Sương Xí chiếm Bình Kiều, Ngô Nhật Khánh chiếm Đường Lâm, Kiều Tam Chế chiếm Phong Châu, Nguyễn Thái Bình chiếm Nguyễn Gia Loan, Đỗ Cảnh Thạc chiếm miền sông Đỗ Đồng, Nguyễn Lệnh Công chiếm Tây Phù Liệt, Tế Giang thì có Lữ Tá Đường, Tiên Du có Nguyễn Thủ Thiệp, Siêu Loại có Lý Lãng Công, Hồi Hồ có Kiều Lệnh Công, Đằng Châu có Phạm Phòng Ác, Bố Hải có Trần Minh Công.
vua một phen cất quân là dẹp yên, bèn tự lập làm đế, chọn được chỗ đất đẹp ở Đàm Thôn. Vua muốn dựng đô ở đó, nhưng vì thế đất chật hẹp lại không có lợi về việc đặt hiểm, nên vẫn đóng đô ở Hoa Lư, nay là Phủ Trường Yên. Mậu Thìn năm thứ nhất, năm 968, Tống Bảo năm thứ nhất, vua lên ngôi, đặt quốc hiệu là Đại Cổ Việt, rời kinh ấp về động Hoa Lư, bắt đầu dựng đô mới, đắc thành Đào Hào, xây cung điện, đặt triều nghi. Bảy tôi dâng tôn hiệu là Đại Thắng Minh Hoàng Đế. Vua muốn dùng uy chế ngự thiên hạ, bèn đặt vạt lớn ở sân triều, nuôi hổ dữ trong cũi, hạ lệnh rằng kẻ nào trái phép phải chịu tội bỏ vạt dầu cho hổ ăn. Mọi người đều sợ phục, không ai dám phạm. Lê Văn Hưu nói: Tiên Hoàng nhờ có tài năng sáng suốt hơn người, dũng cảm mưu lược nhất đời, đương lúc nước Việt ta không có chủ, các hùng trưởng cát cứ, một phen cất quân mà 12 sứ quân phục hết. Vua mở nước dựng đô, đổi xưng hoàng đế, đặt trăm quan, lập 6 quân, chế độ gần đầy đủ. Có lẽ ý trời vì nước Việt ta mà lại sinh bậc thánh chiết để tiếp nối quốc thống của Triệu Vương chăng? Kỳ Tỵ năm thứ 2, năm 969, Tống Khai Bảo năm thứ 2, tháng năm nhuận, phong con trường là Liễn làm Nam Việt Vương. Canh Ngọ Thái Bình năm thứ nhất, năm 970, Tống Khai Bảo năm thứ 3, mùa xuân tháng Giêng đặt niên hiệu. Sử cũ nói rằng nước Việt ta có niên hiệu bắt đầu từ đây, nhưng Lý Nam Đế trước đó đã đặt niên hiệu là Thiên Đức năm 544 đến năm 548, sai sứ sang nhà Tống giao hảo. Bấy giờ nhà Tống sai đại tướng Phan Mỹ dẹp yên lĩnh Nam, chỉ Lưu Sường, cho nên mới có mệnh ấy. Lập năm hoàng hậu, một là Đàn Gia, hai là Trinh Minh, ba là Kiều Quốc, bốn là Cổ Quốc, năm là Ca Ông. Lê Văn Hưu nói: Trời đất cùng che chở, mặt trời mặt trăng cùng chiếu soi, mới sinh thành muôn vật nảy nở mọi loài, cũng như hoàng hậu sánh với ngôi vua, cho nên mới có thể đứng đầu tiêu biểu cho nội cung, tác thành cho thiên hạ. Từ xưa chỉ lập hoàng hậu một người để chủ việc nội trị mà thôi, chưa từng nghe nói lập đến năm người. Tiên Hoàng không kê cứu cổ học, mà bảy tôi đương thời lại không có ai biết giúp sửa cho đúng, để đến nỗi đắm chìm trong tình riêng cùng lập năm hoàng hậu. Sau đến hai triều Lê, Lý cũng phần nhiều bắt chước làm theo, ấy là do Tiên Hoàng khởi xướng sự rối loạn thứ bậc vậy. Tân Mùi Thái Bình năm thứ 2, năm 971, Tống Khai Bảo năm thứ 4, bắt đầu quy định cấp bậc văn võ tăng đạo, lấy Nguyễn Bặc làm Định Quốc Công, Lưu Cơ làm Đô Hộ Phủ Sĩ Sư, Lê Hoàn làm Thập Đạo Tướng Quân, Tăng Thống Ngô Chân Lưu được ban hiệu là Khuông Việt Đại Sư, Trương Man Ni làm Tăng Lục, Đạo sĩ Đặng Huyền Quang được trao chức Sùng Chân Uy Nghi. Nhâm Thân Thái Bình năm thứ 3, năm 972, Tống Khai Bảo năm thứ 5, sai Nam Việt Vương Liễn sang sứ thăm nhà Tống. Quý Dậu Thái Bình năm thứ 4, năm 973, Tống Khai Bảo năm thứ 6, Nam Việt Vương Liễn đi sứ về, nhà Tống sai sứ sang phong cho vua làm giao chỉ quận vương, Liễn làm kiểm hiệu thái sư, tỉnh hải quân, tiết độ sứ, An Nam đô hộ. Lời chế đại lược nói: Họ Đinh đời làm vọng tộc, gìn giữ được phương xa, chí hâm mộ phong hóa Trung Hoa, thường nghĩ đến việc nội phủ. Nay chín châu hợp một, miền ngũ lĩnh sạch quang, bèn trèo non vượt biển đến dâng đồ cống, khen người làm con biết giữ lễ phiên thần. Vậy ban cho cha ngươi theo lối cắt đất phong tước, xếp phẩm chật cho vào hạng được cầm quân, được hưởng mức tỉnh phú. Như thế là để khen thưởng đức tốt của người già, há chỉ hạn chế trong điển chương thường lệ đâu. Giáp Quất Thái Bình năm thứ 5, năm 974, Tống Khai Bảo năm thứ 7, mùa xuân tháng 2, quy định về quân 10 đảo, mỗi đảo có 10 quân, một quân 10 lữ, một lữ 10 tốt, một tốt 10 ngũ, một ngũ 10 người, đầu đội mũ bình đính vuông bốn góc, loại mũ này làm bằng da chóp phẳng, bốn bên khâu liền, trên hẹp dưới rộng. Quy chế này đến đời bản triều khởi nghĩa vẫn còn dùng, đời sau vẫn theo thế, hoàn thứ tử là toàn sinh. Ất Hợi Thái Bình năm thứ 6, năm 975,
Tống Khai Bảo năm thứ 8, mùa xuân quy định áo mũ cho các quan văn võ, sai Trịnh Tú đem vàng lụa sừng tê ngà voi sang nhà Tống. Mùa thu, nhà Tống sai Hồng Lô Tự Khanh Cao Bảo Tự dẫn đầu bọn Vương Ngạn Phù đem chế sách sang gia phong cho Nam Việt Vương Liễn làm khai phủ nghi đồng Tam Ti, kiểm hiệu Thái Sư, giao chỉ quận Vương. Từ đó về sau, sai sứ sang nhà Tống đều lấy Liễn làm chủ. Bính Tý, Thái Bình năm thứ 7, năm 976, Tống Khai Bảo năm thứ 9. Từ tháng 10 trở về sau, thuộc Tống Thái Tông Triệu Khuông Nghĩa, niên hiệu Thái Bình Hưng Quốc năm thứ nhất. Mùa xuân, thuyền buôn của các nước ngoài đến dâng sản vật của nước họ, sai Trần Nguyên Thái sang đáp lễ nhà Tống. Mùa đông, tháng 10, Tống Thái Tổ băng. Đinh Sửu, Thái Bình năm thứ 8, năm 977, Tống Thái Bình Hưng Quốc năm thứ 2, sai sứ sang nhà Tống mừng Thái Tông lên ngôi. Mậu Dần, Thái Bình năm thứ 9, năm 978, Tống Thái Bình Hưng Quốc năm thứ 3, mùa xuân tháng Giêng động đất. Lập con nhỏ là Hạng Lang làm hoàng thái tử, phong con thứ là Toàn làm vệ vương. Tháng 2 mưa đá, mùa hạ tháng 6 nắng hàn. Kỷ Mão, Thái Bình năm thứ 10, năm 979, Tống Thái Bình Hưng Quốc năm thứ 4. Mùa xuân, Nam Việt Vương Liễn giết hoàng thái tử Hạng Lang. Liễn là con trưởng của vua, thuở Hàn Vi cùng chịu gian khổ đến khi định yên thiên hạ, ý vua muốn truyền ngôi cho mới phong làm Nam Việt Vương, lại từng xin mệnh và nhận tước phong của nhà Tống. Sau, vua sinh con nhỏ là Hạng Lang, rất mực yêu quý, lập làm thái tử. Liễn vì vậy bất bình, sai người ngầm giết đi. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: nối ngôi dùng con đích là đạo thường ở đời, bỏ đạo ấy chưa từng không gây loạn. Cũng có khi nhân thời loạn mà lập thái tử, thì trước hết chọn người có công, hoặc con đích trường quá ác phải bỏ, thì sau mới lập con thứ. Thế là sự việc lúc biến mà vẫn được đúng đắn, người xưa vẫn từng làm. Nam Việt Vương Liễn là con trường lại có công, chưa thấy lầm lỗi gì. Tiên hoàng yêu con thứ mà quên con trường, cho như thế mới đủ tỏ tình yêu quý, không biết như thế là làm hại con. Liễn lại nhẫn tâm đến nỗi giết em, thiên đạo nhân luân mất hết, chuốc họa chết thiệt thân, còn liên lụy cả cha nữa, há chẳng rùng rợn lắm thay. Không thế thì tội đại ác của Đỗ Thích do đâu nảy ra để hợp với lời sấm được. Mùa đông tháng 10, chi hậu nội nhân Đỗ Thích giết vua ở sân cung, bọn Đinh Quốc Công Nguyễn Bặc bắt được đem giết. Trước đó Đỗ Thích làm chức lại ở Đồng Quan, đêm nằm trên cầu bỗng thấy sao xa rơi vào miệng, Thích cho là điểm tốt bèn nảy ra ý định giết vua. Đến đây nhân lúc vua ăn yến ban đêm say rượu nằm trong sân, Thích bèn giết chết, lại giết luôn cả Nam Việt Vương Liễn. Khi ấy lệnh lùng bắt hung thủ rất gấp, Thích phải lén núp ở máng nước trong cung 3 ngày, khát lắm lập lúc trời mưa thò tay hứng nước uống, cung nữ trông thấy liền đi báo. Đinh Quốc Công Nguyễn Bặc sai người bắt đem chém, đập nát xương, băm thịt ra từng mảnh, chia cho người trong nước ăn, chẳng ai không tranh lấy mà nhai nuốt. Ngày trước, khi vua còn Hàn Vi, thường đánh cá ở sông Giao Thủy, kéo lưới được viên ngọc khuê to, nhưng va vào mũi thuyền rất mất một góc. Đêm ấy, vào ngủ nhờ ở chùa Giao Thủy, giấu ngọc ở dưới đáy giỏ cá, đợi sáng ra chợ bán. Bấy giờ, vua đang ngủ say, trong giỏ có ánh sáng lạ. Nhà sư chùa ấy gọi dậy hỏi duyên cớ, vua nói thực và lấy ngọc khuê cho xem. Sư than rằng, anh ngày sau phú quý không thể nói hết, chỉ tiếc phúc không được dài. Lại vào năm Thái Bình thứ 5, năm 974, có lời sấm ngữ: Đỗ Thích thí đinh đinh, Lê Gia xuất thánh minh, cạnh đầu đa hoành nhi, đạo lộ tuyệt nhân hành, thập nhị xưng đại vương, thập ác vô nhất thiền, thập bát tử đăng tiên, kế đô nhị thập thiên. Đỗ Thích giết hai đinh, nhà Lê nổi thánh minh, tranh nhau nhiều hoành nhi, đường xá người vắng tanh, 12 xưng đại vương, toàn ác không một thiền, 18 con lên tiên, sao kế đô 20 ngày. Người ta cho là số trời đã định như thế. Khi ấy Định Quốc Công Nguyễn Bặc ngoại giáp Đinh Điền cùng thập đạo tướng quân Lê Hoàn rước vệ vương Toàn lên ngôi hoàng đế, tôn gọi vua là Tiên Hoàng Đế, tôn mẹ đẻ vua mới là Dương Thị làm hoàng thánh hậu.
rước linh cữu Tiên Hoàng Đế về táng ở Sơn Lăng, Trường Yên. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: Đế vương giấy nghiệp không ai không nhờ ở trời, nhưng thánh nhân không cậy có mệnh trời mà làm hết phận sự của mình. Việc đã thành lại càng lo nghĩ đề phòng, sửa sang lễ nhạc hình án chính sự là để phòng giữ lòng người. Đặt nhiều lần cửa đánh hiệu canh là đề phòng kẻ hung bạo. Bởi vì lòng dục không cùng, việc đời không bến, không thể không đề phòng trước. Đó là nghĩ xa cho đời sau, mưu tính cho con cháu cũng chính là ở đó. Cho nên Tiên Hoàng không được chọn đời là do chưa làm hết việc người, không phải mệnh trời không giúp. Cũng vì vua không giữ được chọn đời khiến cho cái thuyết sấm đồ đắc thắng, đời sau không thể không bị mê hoặc vì điều đó. Đinh Phế Đế, Đinh Toàn. Đinh Phế Đế, Đinh Toàn, năm 979 đến năm 980. Đinh Toàn mới lên 6 tuổi được triều thần đưa lên ngôi vua. Nhân cơ hội đó, nhà Tống cho quân sang xâm lược nước ta. Vì lợi ích của dân tộc, Thái hậu Dương Vân Nga, vợ của Đinh Tiên Hoàng, mẹ đẻ của Đinh Toàn, thể theo nguyện vọng các tướng sĩ đã trao áo long cồn, biểu tượng của ngôi vua, cho thập đạo tướng quân Lê Hoàn, tức là Lê Đại Hành. Phế Đế, tên Húy là Toàn, con thứ của Tiên Hoàng, ở ngôi 8 tháng. Họ Lê cướp ngôi, giáng phong là Vệ Vương, thọ 18 tuổi, sinh năm 974, mất năm 991. Vua còn thơ ấu, phải nối nghiệp lớn gian nan, cường thần nhiếp chính, người trong nước lìa lòng, nhà Đinh bèn mất. Vua nối ngôi khi mới 6 tuổi, Lê Hoàn nhiếp chính làm công việc như chu công, tự xưng là phó vương. Bọn Định Quốc công Nguyễn Bặc, ngoại giáp Đinh Điền, Phạm Hạp ngờ Hoàn sẽ làm điều bất lợi cho vua nhỏ, bèn cùng nhau giấy binh chia hai đường thủy bộ, muốn tiến về kinh đô giết Hoàn, nhưng không đánh nổi, bị giết. Trước đó khi Điền và Bặc cất quân, Thái hậu nghe tin lo sợ bảo Hoàn rằng: Bọn Bặc giấy quân khởi loạn làm kinh động nước nhà ta, vua còn nhỏ yếu chưa kham nổi nhiều nạn, các ông nên liệu tính đi, chớ để tai họa về sau. Hoàn nói: Thần ở chức phó vương nhiếp chính, dù sống chết biến họa thế nào đều phải đảm đương trách nhiệm. Rồi đó chỉnh đốn quân nữ đánh nhau với Điền Bặc ở Tây Đô. Hoàn người Ái Châu, sau lên ngôi đóng đô ở Hoa Lư, cho nên sử gọi Ái Châu là Tây Đô. Điền Bặc thua chạy, lại đem quân thủy ra đánh. Hoàn nhân chiều gió phóng lửa đốt thuyền chiến, chém Điền tại trận, bắt được Bặc đóng cũi đưa về kinh sư, kể tội rằng: Tiên đế mắc nạn, thần người đều căm thèn, ngươi là tôi con, lại nhân lúc tang tóc bối rối mà giấy quân bội nghĩa, chức phận tôi con có đâu như thế. Bèn chém đầu đem bêu. Điền Bặc đã chết, quân Phạm Hạp mất hết khí thế, tan chạy về Hương Cát Lợi ở Bắc Giang. Hoàn dẫn quân đuổi theo, bắt sống được Phạm Hạp đem về kinh sư. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: Chu Công là người vương thất rất thân, giúp vua nhỏ tuổi còn không tránh khỏi những lời gièm pha phao truyền. Lê Hoàn là đại thần khác họ, nắm giữ binh quyền, làm công việc như Chu Công, thường tình còn ngờ vực. Huống là Nguyễn Bặc ở chức thủ tướng và Đinh Điền làm đại thần cùng họ hay sao? Bọn họ khởi binh không phải làm loạn, mà là một lòng phụ tá nhà Đinh. Vì giết Hoàn không được mà phải chết, ấy là chết đúng chỗ. Nay xem lời Đại Hành kể tội Nguyễn Bặc tựa như vạch tội mình. Khi Bặc chết ắt phải có nói một lời để bày tỏ chính nghĩa, nhưng không thấy sử chép, thế là bỏ sót. Phò mã Ngô Nhật Khánh dẫn thuyền quân chiêm thành hơn 1000 chiếc vào cướp, muốn đánh thành Hoa Lư theo hai cửa biển Đại Ác và Tiểu Khang. Qua một đêm gặp gió bão nổi lên, thuyền đều lật đắm. Nhật Khánh cùng bọn người Chiêm đều chết đuối, chỉ có thuyền của vua Chiêm mới thoát trở về nước. Nhật Khánh là con cháu của Ngô Tiên Chúa Quyền, trước xưng là An Vương, cùng 12 sứ quân mỗi người chiếm giữ một vùng. Tiên Hoàng dẹp yên, lấy mẹ Khánh làm hoàng hậu, lấy em gái Khánh làm vợ Nam Việt Vương Liễn, còn lo sinh biến, lại đem công chúa gả cho Khánh, ý muốn dập hết lòng oán vọng của hắn. Nhật Khánh bề ngoài cười nói như không, nhưng trong lòng vẫn bất bình, bèn đem cả vợ chạy sang Chiêm Thành. Đến cửa biển Nam Giới, rút đao ngắn xẻo má vợ, kể tội rằng:
cha mày lừa dối, ức hiếp mẹ con ta. Lẽ nào ta vì mày mà quên tội ác của cha mày hay sao? Cho mày trở về, ta đi đằng khác tìm kẻ có thể cứu ta. Nói xong bèn đi. Đến đây nghe tin Tiên Hoàng Băng, Khánh dẫn người chiêm vào cướp. Canh Thìn, Thái Bình, năm thứ 11, năm 980, Phế Đế vẫn dùng niên hiệu Thái Bình. Từ tháng 7 về sau là niên hiệu Thiên Phúc, năm đầu của Lê Đại Hành, Tống Thái Bình Hưng Quốc, năm thứ 5. Mùa hạ tháng 6, Chi Ung Châu của nhà Tống là Thái Thường Bác Sĩ Hầu Nhân Bảo dâng thư tâu với vua Tống rằng: An Nam quận vương cùng với con là Liễn đều bị giết, nước ấy sắp mất. Có thể nhân lúc này đem một cánh quân sang đánh lấy, nếu bỏ lúc này không mưu tính, sợ lỡ mất cơ hội. Xin cho đến cửa khuyết để tâu bày trực tiếp tình trạng có thể đánh lấy được. Vua Tống sai chạy trạm đến gọi Nhân Bảo. Lư Đa Tốn nói: An Nam bên trong rối loạn, đó là lúc trời làm mất. Triều đình nên bất ngờ đem quân sang đánh úp, như người ta nói, xét đánh không kịp bịt tai. Nếu trước gọi Nhân Bảo về, mưu ấy ắt bị lộ. Kẻ kia nhờ đó biết được sẽ dựa núi ngăn mà phòng bị, cái thế thắng thua chưa biết thế nào. Chi bằng giao cho Nhân Bảo trách nhiệm ngầm đem quân sang theo lệnh mà lo liệu việc ấy. Chọn tướng đem 3 vạn quân kinh hồ rồi dài mà tràn sang, tạo ra cái thế vạn toàn như xô bẻ cành khô gỗ mục, không phải lo tốn một mũi tên. Vua Tống cho là phải. Mùa thu tháng 7, ngày Đinh Mùi, nhà Tống lấy Hầu Nhân Bảo làm giao châu lục lộ thủy lộ chuyển vận sứ. Lan Lãng đoàn luyện sứ Tôn Toàn Hưng, Bất Tác sứ Hắc Thủ Tuấn, Yên Bi khổ sứ Tràn Khâm Tổ, Tả Giám Môn tướng quân Thôi Lượng làm Ung Châu Lộ binh mã bộ thư, Ninh Châu thứ sử Lưu Trừng, Quân Khi Phố phó sứ Giả Thực, Cung Phụng Quan các môn tri hậu Vương Soạn làm Quảng Châu Lộ binh mã đô bộ thư, họp quân cả 4 hướng hẹn ngày cùng sang xâm lược. Bấy giờ Lạng Châu nghe tin quân Tống sắp kéo sang, liền làm tờ tâu báo về. Thái hậu sai Lê Hoàn chọn dũng sĩ đi đánh giặc, lấy người ở Nam Sách Giang là Phạm Cự Lạng làm đại tướng quân. Khi triều đình đang bàn kế hoạch xuất quân, Cự Lạng cùng các tướng quân khác đều mặc áo trận đi thẳng vào nội phủ, nói với mọi người rằng: Thường người có công giết kẻ trái lệnh là phép sáng để thi hành việc quân. Nay chúa thượng còn trẻ thơ, chúng ta dẫu hết sức liều chết để chặn giặc ngoài có chút công lao thì có ai biết cho. Chi bằng trước hãy tôn lập ông Thập Đạo làm thiên tử, sau đó sẽ xuất quân thì hơn. Quân sĩ nghe vậy đều hô vạn tuế. Thái hậu thấy mọi người vui lòng quy phục, bèn sai lấy áo long cồn khoác lên người Lê Hoàn mời lên ngôi hoàng đế. Từ đó Hoàn lên ngôi hoàng đế, đổi niên hiệu là Thiên Phúc năm đầu, năm 980, giáng phong vua làm Vệ Vương. Truy phong cha của vua Hoàn làm Trường Hưng Vương, mẹ họ Đặng làm Hoàng Thái Hậu. Tháng 8, vua Tống xuống chiếu đem quân sang xâm lược, sai Lư Đa Tốn đem thư sang nói rằng: Trung Hoa đối với Man Di cũng như thân người có tứ chi, vận động duỗi co tùy ở tim mình, cho nên nói tim là chủ. Nếu ở một tay một chân mà mạch máu ngừng đọng, gân cốt không yên thì phải dùng thuốc thang để chữa. Chữa mà không công hiệu thì lại phải châm cứu cho kỳ khỏi. Không phải là không biết thuốc thang thì đắng miệng, mà châm chích thì rách da. Phải làm như thế là vì tổn hại ít mà lợi ích nhiều. Kẻ làm vua thiên hạ cũng phải làm như vậy chăng? Cho nên Thái Tổ Hoàng đế ta nhận ngôi do nhà Chu nhường, đổi tên nước là Tống. Văn vật trong sáng, một phen biến đổi theo xưa. Ở ngôi đế vương mà nhìn Man Di mắc bệnh, cho nên năm thứ nhất thứ hai thì thuốc thang cho các đất Kinh, Thục, Tương, Đàm. Năm thứ ba thứ tư thì châm cứu cho các miền Quảng, Việt, Ngô, Sở. Gân cốt huyết mạch ra dáng trẻ non, có phần khỏe mạnh, không do cơ trí thần diệu sáng suốt của bậc vương giả mà chủ liệu được đến thế ư? Đến khi ta nối giữ nghiệp lớn, đích thân coi chính sự, cho rằng đất phần đất tinh là bệnh ở lòng bụng. Nếu lòng bụng chưa chữa khỏi thì sao chữa nổi tứ chi? Vì thế mới luyện thuốc thang bằng nhân nghĩa, sửa đồ châm cứu bằng đạo đức, hết sức chữa cho các đất phần tinh, chỉ một lần là khỏi bệnh.
chín châu bốn biển đã mạnh lại yên. Chỉ có giao châu của ngươi ở xa cuốn trời, thực là ngoài năm cõi. Nhưng phần thừa của tứ chi ví như ngón chân ngón tay của thân người, tuy chỉ một ngón bị đau, bậc thánh nhân lại không nghĩ đến hay sao? Cho nên phải mở lòng ngu tối của ngươi, để thanh giáo của ta trùm tỏa, ngươi có theo chăng? Huống chi từ thời Thành Chu, nước ngươi đã đem chi chỉ trắng sang dâng, đến thời Viêm Hán dựng cột đồng làm mốc, cho đến thời Lý Đường vẫn thuộc về nội địa. Cuối thời Đường nhiều hoạn nạn chưa kịp xử trí. Nay thánh triều lòng nhân trùm khắp muôn nước, cơ nghiệp thái bình kẻ cũng đã thình. Lễ phân phòng đã sắp đặt sẵn, còn đợi ngươi đến chúc sức khỏe của ta. Ngươi đừng ru rú trong bốn góc nhà, khiến cho ta buồn phiền, phải chém cờ bổ so làm cỏ nước ngươi hối sao cho kịp. Dù cho sông nước ngươi có ngọc ta vứt xuống suối, núi nước ngươi có sản vàng ta ném vào bụi, để thấy chẳng phải ta tham của báu nước ngươi. Dân của ngươi bay nhảy, ý nói người hoang dã, còn ta thì có xe ngựa. Dân ngươi uống mũi, nay người Man ở miền rừng núi Giao Quảng vẫn còn trước ấy, còn ta thì có cơm rượu để thay đổi phong tục của nước ngươi. Dân ngươi bắt tóc, còn ta thì có áo mũ. Dân ngươi nói tiếng chim, còn ta thì có thi thư để dạy lễ cho dân ngươi. Cõi nóng chói chang, khói hơi mù mịt, ta tỏa mây nghiêu tưới cho mưa ngọt. Khí biển hầm hập, cháy mày chảy đá, ta gảy đàn thuấn, quạt làn gió thơm. Sao trên trời nước ngươi chẳng ai biết tên gì, ta quay tròn tử vi để ngươi biết trầu về. Đất ngươi nhiều ma quỷ, ai cũng sợ chúng quấy, ta đã đúc vạc lớn để yểm trừ, khiến chúng không làm hại. Ra khỏi chốn đảo di của ngươi mà xem nhà Minh Đường Bích Ung chăng? Chút áo quần cỏ lá của ngươi mà mặc áo cồn hoa theo hình rồng núi chăng? Ngươi có theo về hay không, chớ mau chuốc lấy tội. Nay ta đang chỉnh đốn xe cộ quân lính, truyền hiệu lệnh chiêng trống. Nếu chịu theo giáo hóa, ta sẽ tha tội cho. Nếu trái mệnh, ta sẽ sai quân đánh. Theo hay chống, lành hay dữ, tự ngươi xét lấy. Sử cũ chép như này ở Đinh Kỳ, dưới năm Thái Bình thứ hai, năm 971, nay xét nên để ở đây. Thư này do Vương Vũ Xứng nhà Tống soạn. Lại xét ở đoạn trên đó, Lê Văn Hưu có nêu bốn chữ cải nguyên xưng đế, thì rõ ràng là từ mùa thu năm này, thuộc niên hiệu Thiên Phúc năm đầu. Lại trong bức thư này nói, thái tổ ta nhận ngôi nhà Chu nhường lại, ta nối ngôi giữ cơ nghiệp lớn, thì rõ là thư của Tống Thái Tông. Văn Hưu không thể quá lầm mà ghi vào đời Đinh Tiên Hoàng. Có lẽ do người sau sao chép ở những chỗ còn lại trong sách rách giấy nát, tự ý chép bậy vào chỗ ấy, đến nỗi Văn Hưu phải chịu oan là đã lầm. Năm sau là năm Tân Tỵ, năm 981, mới đổi gọi là Thiên Phúc năm đầu. Biết đâu chẳng phải do mất tờ sách ấy mà đổi lầm chăng? Còn như Lý Thái Tổ lên ngôi vào cuối năm, cho nên năm sau đổi niên hiệu không giống như đây. Mùa đông tháng 10, vua sắp phát binh, trước sai nha hiệu là Giang Cự Vọng, Vương Thiệu Tổ đưa thư sang nước Tống, giả làm thư của Vệ Vương Toàn thỉnh cầu nối ngôi cha, xin ban cho mệnh lệnh chính thức, ý muốn hoãn binh nhà Tống. Thư nói: cha thần là Mỗ, anh thần là Mỗ, đều được đội ơn nước cho giữ phận trông coi biên khồn, kính giữ bờ cõi không dám trái lệnh. Chưa khó nhọc ngựa đổ mồ hôi, đã đau buồn xương tan buổi sớm. Nhà thần sắp sụp đổ, chưa bỏ áo tan thì quân dân tướng lại trong hạt. Người giá lão ở núi rừng cùng đến chỗ nằm rơm gối đất của thần, bảo thần tạm giữ việc quân nữ. Thần cố từ 3-4 lần, nhưng bọn họ thỉnh cầu nài ép càng khẩn thiết. Thần muốn đợi tâu bày nhưng lại lo chậm trễ. Người núi rừng hung ác, dân khe động cháo chờ, nếu không chiều ý họ, sợ có khi tai biến xảy ra. Cho nên thần đã kính giữ quyền tiết độ hành quân Tư Mã, tạm giữ việc quân trong châu, cúi mong được chính thức lĩnh mệnh đủ được dự hàng viên bang, để yên ủi tấm lòng tận trung của kẻ toi mòn, nêu cao thịnh điển ban khen của thánh triều. Khi ấy nhà Tống đang muốn trách hỏi vua về việc xưng đế đổi niên hiệu, lại có ý chiếm lấy nước Việt ta,
mới sai Trương Tông Quyền đưa thư trả lời rằng: họ Đinh truyền nối ba đời, chẫm muốn cho làm thống soái, khanh làm phó. Nếu Toàn tướng tài chẳng có, vẫn còn trẻ con, thì nên bảo cả mẹ con cùng thân thuộc sang quy phủ. Đợi khi bọn họ vào chầu, ắt sẽ có điển lễ ưu đãi và sẽ trao cờ tiết cho khanh. Nay có hai đường, khanh nên chọn một. Vua đều không nghe. Trở lên là triều Đinh hai vua, bắt đầu từ năm Mậu Thìn, chấm dứt vào năm Canh Thìn. Từ năm 968 đến năm 980, tất cả 13 năm. Nguồn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, website Người Kể Sử. Video thuộc series nhiều tập xuyên suốt 4.000 năm lịch sử Việt Nam, biên niên Sử Việt. Mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những tập tiếp theo. Lịch sử bao giờ cũng ẩn chứa những bí mật, những sự thật mà không phải ai cũng có thể hiểu hết được. Hãy cùng lắng nghe những bản cùng ca bi tráng, những câu chuyện lịch sử chưa từng kể, cùng Bí Ẩn Sử Việt khám phá những bí ẩn để suy nghĩ sâu sắc hơn về lịch sử và thêm phần vun đắp niềm tự hào dân tộc. Đăng ký kênh Bí Ẩn Sử Việt để đón xem clip mỗi tuần.